Trong cơn khát tiền đạo giỏi, sự nổi lên của Phạm Tuấn Hải được xem là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 cũng như ở vòng chung kết ASEAN Cup 2023 sắp tới. Sinh năm 1998, đáng lẽ ra Phạm Tuấn Hải phải là trụ cột của lứa cầu thủ 1997-1998 từng chinh phục thành công tấm huy chương vàng SEA Games 29 trên đất Philippines như Hoàng Đức, Quang Hải, Đức Trinh, Tiến Linh, Tiến Dũng. Nhưng không, do trưởng thành muộn hơn chúng bạn mà chân sút quê thủ lý, Hà Nam đã không có cơ hội góp mặt ở các lứa U, bởi khi đó bản năng sát thủ trong người Tuấn Hải vẫn đang ngủ yên và chưa được khai phá. Phải tới khi cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên chơi ở V-League mùa giải 2020, chân sút này mới có dịp khẳng định mình. Và sau khi gây ấn tượng mạnh với 10 pha lập công sau 24 vòng đấu tại câu lạc bộ Hà Nội, ở mùa giải 2022, cái tên Phạm Tuấn Hải mới được công chúng biết đến rộng rãi. Sự tỏa sáng kịp thời của ngôi sao được ví von như võ sĩ Trương Đình Hoàng trên sân bóng, có thể nói đã góp công lớn giúp Hà Nội FC giành chức vô địch V-League lần thứ 6 trong lịch sử. Sang mùa giải V-League 2023, dù thành tích ghi bàn đã sụt giảm nhưng việc ghi 6 bàn qua 20 trận cũng là con số không tệ của Tuấn Hải nếu so với mặt bằng chung các tiền đạo đội. Thi đấu ở hàng lanh cánh trái sở trường, Tuấn Hải đang gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự nhanh nhẹn, khéo léo cùng với đó là sự bền bỉ đến từ nguồn thể lực dồi dào. Trong các trận đấu, ngôi sao Hà Nội FC đều rất tích cực trong di chuyển không bóng và chịu khó áp sát để gia tăng sức ép lên khung thành đối thủ. Dù không thể có được bàn thắng trong dịp FIFA Days vừa qua trong màu áo tuyển Việt Nam, nhưng khi trở lại câu lạc bộ Hà Nội, Tuấn Hải cuối cùng cũng đã được giải tỏa áp lực ghi bàn sau pha bứt tốc và dứt điểm tinh tế làm cháy lưới của đội bóng Wuhan ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League. Pha lập công đó không chỉ giúp Hà Nội phần nào giải tỏa được áp lực sau 3 thất bại liên tiếp ở đấu trường châu lục, mà nó còn mang đến nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam về một chân sút giỏi sẽ đóng vai trò như trụ cột bóng đá nước nhà trong tương lai. Nếu như những ngôi sao từng là học trò cưng dưới thời huấn luyện viên Park trên tuyển Việt Nam như Quang Hải, Thành Trung, Văn Thanh, Tấn Tài, Văn Toàn, Hồng Duy, Bùi Tiến Dũng vào lúc này đang trong tình cảnh người không được gọi, người phải chấp nhận ngồi dự bị trên tuyển, thì Tuấn Hải vẫn luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Việc Tuấn Hải được xếp đá chính ở 5 trên 6 trận đấu vừa qua của tuyển Việt Nam kể từ khi ông thầy người Pháp lên nắm quyền đã cho thấy tầm quan trọng của cầu thủ này. Trong các thành viên tuyển Việt Nam, Phạm Tuấn Hải có lẽ cũng là một gương mặt hiếm hoi luôn thể hiện sự khát khao, trách nhiệm với đội bóng để qua đó đáp ứng tốt vai trò, nhiệm vụ mà ban huấn luyện đề ra. Trong bối cảnh thủ quân Văn Quyết không được trọng dụng trên tuyển, đồng thời các tiền đạo như Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng đều không giữ được phong độ cao, còn lứa cầu thủ trẻ với những Văn Tùng, Đình Bắc, Vĩ Hào, Thanh Nhàn lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. Có thể nói ngôi sao của Hà Nội FC chính là điểm sáng trên hàng công tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thi đấu năng nổ, giàu sự nhiệt huyết cùng khát khao giành chiến thắng, Phạm Tuấn Hải thực sự đang là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong tay huấn luyện viên Trossier ở đội tuyển quốc gia. Và đây có lẽ cũng chính là cái tên sẽ mang đến nhiều hy vọng cho bóng đá nước nhà ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026 cũng như tại vòng chung kết ASEAN Cup sắp tới.